vắng, trời ủ dông. Đất dưới chân mềm mềm theo mỗi bước đi, gió mát và không khí thênh thang. Ngồi xuống lề đường, tay xuống ăn nước kỳ cỏ từng ngón một. Tôi muốn phải một phần sự chết bao quanh. Có cảm giác là tôi vừa phạm tội, tôi được sống. Phải, tôi có cảm giác như chính mình vừa giết người và giành quyền được sống. Chính bàn tay này vừa tham dự vừa trò tàn khốc. Tôi nghĩ lộn xộn điều này nấu lấy điều kia, hổ thẹn, uất ức, giận hờn, đau đớn và vô tri giác. Tôi cũng muốn chửi bắt quân, dù một chiến tranh đánh là phải thắng, nhưng ai nỡ bóp cò để B-40, B-41, 75 như sơn pháo từ trên những cao độ của Xuân Lâm, Trường Tước, Trường Thọ. Những tên gọi sao cây đắng, nổ về những mục tiêu sao sát, là đoàn người chạy loạn. Thắng tận ở đâu khi những mục tiêu đau đứng đó ngã xuống? Tội nghiệp những người lính của đại đội 3 quân y còn tưởng đến giá trị của chiếc cờ trắng chữ thập đỏ, nên đã trương lá cờ thụ động vô nghĩa để mang con sự chết. Bác quân, hình như anh đã không có tình người, cạn tình người. Anh giải phóng cho ai khi đi giết con người? Tôi muốn hỏi điều đó, hỏi gian gian, hỏi bằng tiếng thét trong vỡ cổ, mật máu. Tôi muốn hỏi tại sao người giết người tỉnh táo và tàn tệ đến thế kia? Từ nó đặt xuống đến mục tiêu không có một cây số và gần nhất dưới 50 thước. Anh không nghe tiếng thét khi người chết sao? Tôi muốn hỏi người lính miền Bắc vì hết cả thống hận trong lòng. Căm thù nào cho người đàn bà tóc rối bé con chạy xôn xao giữa dòng người tan nát? Tôi muốn hỏi, hỏi ngàn lần, hỏi vạn lần người mang danh hiệu là lính của quân đội nhân dân. Nhân dân để gọi những ai? Tôi muốn hỏi một triệu triệu lần bằng tiếng thét vô hình nổ tung trong đầu óc khi ngồi giữa cánh đồng trống. Muốn cào mặt đấm ngực cắt da để máu chảy thành dòng, để nhìn thấy mình cũng được đau đớn chia sẻ. Tôi bất mãn với chính tôi trong trạng thái u lì vô tri khi dương mắt nhìn rõ chiếc sọ người tóc rối. Phải, tôi cũng muốn chửi cả chính tôi. Thật sự như thế, tôi cũng có tội. Tôi cũng có tội đấy. Trời ơi, đi vòng vòng ở sân của viên quân cánh đường, nhìn tượng thiên thần, tượng đức mẹ, cái dương liễu cháy xám. Những cảnh sắc và nơi chốn này đối với tôi là kỷ niệm không phôi phai. Nhưng bây giờ, sau khi qua 9 cây số chết, lòng cứng, não trơ, tôi đi siêu vẹo ngã nghiêng trong lòng nắng và gió nồng. Ngửi đã thấy toàn người chết, trí óc không nghĩ được cái gì hơn. Đi qua ngôi nhà xưa khi mùa đông 66-67, tôi, Thừa, Hổ và anh Bảo ngồi gấp chân trên gốc cây thông uống giấy đá. Trời lạnh, nhưng cũng phải uống nước đá. Chúng tôi vừa ở núi, nơi đầu sông Thạch Hãn rút ra, 15 ngày trong đó. Bây giờ, những bạn tôi đã chết, tôi thì đang bị dây khổn trong một trời thống khổ. Làm cái gì đấy? Còn gác chân của nhà ông Trùm họ Đạo, tôi nhớ căn nhà này có một cô gái. Hổ đã trêu ghẹo cô ta một câu trước khi rút quân đi. Hổ chết đầu xuân 68, cô gái bây giờ ở đâu? Hay cũng đã chết tan trong một vùng lửa đạn? Bước qua gạch ngói của căn nhà đổ nát, tôi đến gác chuông kéo sợi dây. Hai quả chuông quá nặng, phải kéo bằng hai tay. Tiếng chuông âm u vang lộn vang vào trong núi không nghỉ. Nơi đây là một bình nguyên trùng điệp và trường sơn bao vây nơi xa. Vắng vẻ quá, tôi nói thật lớn cho chính mình nghe, chẳng biết nên làm gì. Giật dây chuông thêm một lần nữa. Ê, làm gì đó?
một người lính mặc đồ rằn xi đi lại. Tay anh ta cầm khẩu súng lầm lập. Tiểu đoàn ở đâu? Tao đây, bạn ông mẹ. Tiểu đoàn với chưa đại quý, em biết đại quý mà. Thôi em ơi, đại quý gì? Tôi chụp anh ta tấm hình, anh lính cười sung sướng. Đại quý viết báo hay quá. Tôi dầm vai anh ta, lay lay mấy cái, muốn cười nhưng không nổi, lòng cứ nặng như đá, thuốc lá hút nắng cả cổ, phải hút hoài. Theo đại đội xung kích của liên đội biệt cách đánh vào tại Hồ Đắc Hanh không được. 3 giờ sáng, về lui. Tôi tấp ngang chỗ thành, chui vào một cái lều ngã lưng trên tấm tôn sô ướt mướt. Trời mới lất phất, có người ran bên cạnh. Cho tôi nằm gần chứ, lạnh quá. Tôi xích vào sát thành. Ai? Thành gắt. Dạ, em bị thương, nằm ngoài trời, lạnh quá. Tôi nói thầm, nằm thì được, đừng ôm ta mà chết thì thôi. Cũng chẳng gọi là ngủ, nằm lơ mơ cho qua đêm, gã bị thương lại rên suốt liên miên. Tốt, còn kêu là chưa chết. Tôi chắc dạ khi nghe tiếng gừ gừ trầm bổng, lòng cứ trơ cứng, chẳng nghĩ được chuyện gì. Lạnh quá, tôi nằm co rút người như con tôm. Về theo chuyến tản thương, người thương binh nặng nhất chốc chốc ứa chút máu hồng. Bên cạnh, gã tù binh bị thương nằm mê man. Tụi này cứng cổ lắm, bị thương nó nằm y để bắt mình dắt đi. Mẹ nó lại được nằm băng ca trong khi tụi mình bò bằng cù chỏ. Anh đến bị thương hai chân, ngồi giữa thành xe, chửi động. Thôi, mình khá hơn tụi nó là ở chỗ này, lỡ cứu nó cứu cho trót. Tôi tìm đường nói cho anh lính khoai khỏa, quả tình cũng không tin được lời nói của mình. Vì khi đi ngang căn nhà ở cạnh trụ sở xã Hải Lâm, nhìn cảnh người đàn bà ngồi tuốt từng sợi thịt ra khỏi xương người chồng. Người vợ ngồi kẹt đầu giữa hai gối, tuốt từng sợi thịt đã nâu đen nhão nát trên xương ống tay và chân. Phần cái mặt, bà ta dùng bàn tay xoa trên lớp xương sọ, vừa để đuổi chiến, vừa để tẩy phần da ương ướt mỏng dính vào khố xương mũi. Động tác bình thản thân ái như vợ trong khi âu yếm xoa tay lên mặt chồng. Ôm ơi là ôm ơi, tiếng khóc nhức nhối than vang gần người trong cổ họng như đánh nhịp khi người vợ nắm đầu người chồng lên bằng hai ngón tay tập vào ổ mắt lấy cho hết tiếng. Tôi biết gã tù binh nghe nhưng cố lời. Gã ngủ ra suốt đường di tản, mặt mạnh ra khiêu khích. Người lính của ta có thù hận một chút cũng không sao. Có điều không công bằng giữa hai phe lâm chiến. Lính ta đánh giặc không thù hận. Tôi biết điều này vì tôi cũng là một người lính tác chiến. Trên xe ra phi trường nghe câu chuyện của hai vợ chồng quá gian ở băng sao, tôi chợt khám phá ra một điều. Dân chúng dùng Thừa Thiên Quản Trị đã sửa soạn đón chờ tàn khốc qua tiếng nói. Họ không nói, nhưng than vãn kể lễ ran xiết. Nỗi quan thiên vô hình chập trùng trong mỗi âm mỗi chữ, cách lên xuống của từng câu. Không nói quá đáng, từ lâu, đã cảm thấy nhưng chưa kiểm chứng cho đến hôm nay 3 tháng 10 ngày, là một số lượng thời gian bí nhiệm mà người Trung cứ mãi mãi nhắc tới, tức là 100 ngày của trận chiến cuối mùa, 3 mặt trận, An Lộc, Công Tôn, Trị Thiên, đều cùng có một mẫu số chung. Dân Trị Thiên là nạn nhân đa số. Vì dân cạo mũ ở An Lộc, người dân điền ở Công Tôn cũng là những di dân Quản Trị. Thậm chí ở chiến trường Bình Giả, số lớn nạn nhân cũng không ai ngoài những dân vừa mới di cư từ Cam Lộ, Khe Sanh Giặc. Thôi, đó là tai ương tiền định. Trị Thiên còn là châu ưu, xứ sở của người Chàm, mà người Trung gọi là Hờ. Âm thanh sâu nghe quá thê thiết quán hờn, rồi lại còn giọng hò nữa. Ai đã đứng ở bờ sông Bồ chảy qua An Lỗ, sông Thu Sơi, Mỹ Chánh, sông Hương, nghe giọng hò cất lên từ những khoang đò khi chiều vào tối, mới hiểu được vì sao có những quê hương cứ mãi tàn tạ quán hờn. Định mệnh đã xếp đặt thế,
chỉ còn lời này để an ủi chút đắng cay. Hôm nay 27 tháng 7, lữ đoàn hai dù đã bàn giao khu vực trách nhiệm lại cho quân bạn. Chiến dịch tái chiến Quảng Trị coi như chấm dứt. Chấm dứt tuyên bố với lữ đoàn hai dù đơn vị chỉ huy tổng quát cuộc hành quân. Chiến Quảng Trị cũng không hẳn là kết quả của một đại đội, một tiểu đoàn, cũng không hẳn riêng của lữ đoàn hai. Chiến dịch đã được phối hợp giữa nhảy dù ở phía tây quốc lộ và thủy quân lục chiến ở phía đông kéo dài ra đến biển. Lữ đoàn hai cũng cần phải có một đơn vị hậu tập giữa đường về, lập một hàng rào cản ở cực nam con đường chiến thuật 556B từ thôn Đá Đứng nên theo vùng cận sơn qua đường động Ông Đô, An, Barbara qua đầu 142 để đổ ra sông Điền. Lữ đoàn 1 và 3 dù giữ phần này. Chiến dịch bắt đầu từ lúc 7 giờ tối ngày 28 tháng 6, lúc những người lính tiểu đoàn 7 dù bắt đầu vượt sông Mỹ Chánh để buôn tập trong đêm đánh vào những mục tiêu nam sông Ông Khê để làm đầu cầu cho công cuộc trực thăng dẫn ngày mai của tiểu đoàn 9 và 11 dù. Và chấm dứt lúc 12 giờ 45 phút ngày 25 tháng 7 năm 72 khi Tố Quyên, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 5 dù chăm chú tiếp, nhưng Nguyễn Tấn Sĩ, đại đội trưởng 51 tìm một chỗ để cắm ngọn cờ vàng trong tiểu khu Quảng Trị. Trong thời gian đằng đẵng miệt mùi lửa đạn đó, lữ đoàn hai dù đã dùng các tiểu đoàn 3, 5, 6, 7, 9, 11 dù thay phiên nhau nhồi cho hết 32 mục tiêu, mà mục tiêu chót là cổ thành hay tiểu khu Quảng Trị. Chiến trường quá rộng, chi tiết lại tràn ngập, chỉ có thể một ủy ban quân sự mới có thể viết lại đầy đủ diễn tiến của 27 ngày chiến trận. Công việc cũng đòi hỏi một thời gian dài chuẩn bị. Người viết chỉ với cố gắng cá nhân ghi lại nét chánh yếu trong một thời gian cấp thời để làm thành cái khung tổng quát. Trên đó các tiểu đoàn dù đã chiến đấu với hào hùng bốc lửa, những tiểu đoàn dù thân yêu, những đơn vị cũ, thực thể kỳ diệu mà người viết đã sống chung trong một đoạn đời dài rất dài. Trong ý định hành quân ngày 29 tháng 6, tiểu đoàn 9 và 11 nhảy dù được trực thăng dẫn xuống phía bắc của sông Nhung. Con sông nhỏ bắt nguồn từ vùng động Ông Đô, chảy theo hướng đông bắc qua Trường Phước, Mai Đẳng, Phương Phá để vào Thạch Hãn ở phía đông Quảng Trị. Nhưng cuộc tiến quân của lữ đoàn bạn đằng sau bị chặn lại ở vùng Mỹ Chánh, đồng thời hốt LZ bãi đáp không an toàn nên phải nhảy xuống phía nam con sông. Chiến dịch đánh Quảng Trị bắt đầu. Tiến quân lấy con đường xa lộ mới làm chuẩn, 11 bên phải, 9 bên trái, cùng lính từng chút đất trên chân trần, đất cát bồi chọc và nắng cháy. Thêm vào đó, pháo bắt quân dựng thành một hàng rào tiếng nổ và khói đen. Nhưng đoàn quân không được một phút ngưng nghỉ. Quản trị phía trước mặt hướng 4,209 cây số, mỗi người lính đều thấy nóng đỏ trong lòng. Vào Quản Trị, cả quê hương đang trông đợi mỗi phút tiến quân. Người lính của tiểu đoàn 11 còn mang tâm lý hãnh diện, tiểu đoàn mới nhất lãnh nhiệm vụ sáng chói rực rỡ nhất, mũi dù chính vào Quản Trị. Lẽ tất nhiên mũi dù phải được bảo vệ cạnh sườn, phải có thành phần chuẩn bị, lỡ gì còn phải hứng và đỡ được. 7 và 9 là hai tiểu đoàn đàn anh, hai tiểu đoàn cũ của tôi. Ai có thiết tha với một đơn vị khi nhắc đến đơn vị cũ, chẳng thấy lòng ngậm ngùi. Cả một thời hào hùng thân xuân nằm trong đó. Hai đàn anh nhường cho thằng 11, thằng nhỏ nhất, vượt đường qua Mai Đẳng. Kinh hoàng và tàn khốc, ý nghĩ xảy đến nhanh như tia chớp của trời giông mùa hè. Quốc lộ 13, 14 cũng đã có những cảnh này. Nhưng những đoạn đường đó quá dài và người chết rải rác. Người chết ít hơn người sống, nhưng cũng còn được một nắm mồ, mồ tập thể, mồ vô danh. Nhưng trên 9 cây số đường dài từ Giáp Hậu qua Mai Đẳng đến La Giang Thượng thì không còn sự sống. Phải, không còn sự sống trên đoạn đường nhựa lỗ chỗ hố bom, trên bãi cát lưu tàn bốc hơi dưới mặt trời đỏ lửa. Chết, không khí chết, cảnh chết, vật chết và người chết. Người chết cong chân, nằm sấp, người chết ngửa mặt. Mặt chỉ là tên gọi chiếc sọ người còn phủ lớp da nâu đen, nhão nát, hàm răng mở ra như cố hét tiếng thét cuối cùng trước cái chết kinh hoàng đang đè nặng xuống. Nắng rừng mình, những người gươm đao sống kề cận cái chết, sống trong nỗi chết, cũng không thể giữ lòng bình yên trước một trời tàn khốc. Trời nắng sáng lung linh, màn hơi nặng mùi, trời tử khí, người lính đi trong bầu trời tan vỡ và lòng sâu bẩn thấm hận. Sao cộng sản có thể tàn ác vậy trời? Phải tiến thật nhanh nghe Thành, tụi nó sửa soạn pháo cho mình rồi đó. Nể tiểu đoàn trưởng 11 dù nói với Thành tiểu đoàn phó. Chữ pháo được nói ở độ duy nhất pháo, vật kinh khiếp của 4 ngày trắc ly là nể không bao giờ muốn nhớ.
và mới đây tháng trước mối phân liền vừa vào dùng đúng ngay sáng mạnh. Quá sao người tao nặng lại bây giờ có sắc. Mẹ nhăn nhăn cái mặt khi nói cùng tôi. Thành trái mẹ phải, hai cánh quân đội pháo đánh ào vào trụ sở Hải Lâm. 6:30 sáng ngày 29 tháng 7, tiểu đoàn 9 xuống bãi trước. Tàu thảo luận bộ chỉ huy tiểu đoàn cùng trung đội súng cối xuống dùng cát trắng còn mờ mờ trong màn sương. Thối quá, hơi người chết ào theo cơn gió xông vào lỗ mũi người lính tiểu đoàn 9. Trời chưa rõ hẳn, nhưng lác đác trên đồng trống những sọ người trắng rõ đứng dấp phải cào nhào thứ đá tan thương. Trung sĩ Hùng mang máy cho ông Phú Cửu Long, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9, nhặt chiến lợi phẩm đầu tiên. Một đôi giày mát mỹ tốt thiệt, xuất quân từ nhà cháy còn được mỗi bộ quần áo và 60 đồng bạc là quản trị giới được tôi giày là được an ủi. Cánh cực tay của tiểu đoàn đánh lên vùng Tân Lê Phước Môn. Tiên sư quan là đồ trọc, 130 tuổi nó đã nạp đạn sẵn. Mình nuôi đứa con lên thế nào để đỡ kẹt? Thành 1:04 tức là đại đội 91-94 được dặn dò đầy đủ hết các chi tiết kiểu như kinh kha dự kiến trước khi sang tầng. Chiến tranh này không có xâm địch, nhưng kinh kha thì quá đông. Kinh kha vô danh mang ngôn binh nhất, thâm niên công vụ chỉ bằng thời gian tàn dư phút. Nhưng khả năng tác chiến tới trong bộ chống mặt 91-94 men theo thông thủy tiến về hướng Tây Bắc, đợi ngày tàn trèo lên đồi đóng quân. Trận địa pháo bắt đầu mở màn cho cuộc tấn công. 45 phút pháo dứt, 3 xe tăng bỏ đèn chạy vào, 4 lính bắt lỗ nhố. Tiến lên! 9 giờ sáng, ánh nắng lũ đã rọi xuống những triền đồi xanh lốm đốm sắc bắc quân. Đoán xem tụi nó ê càng chưa? Lại ngũ trưởng 91, phải 91. Chắc đây là tụi 320B hay là 304, mới dùng tiểu đoàn đánh mình. Nếu nó đánh tiểu đoàn với số chết như thế này, thì tại sao mình không phản công? Xong rồi, mình ra khỏi hết. Hai đại đội dùng ra khỏi ổ, mạnh như con sư tử chụp mồi. Tiểu đoàn sư tử nhảy dù mà. 70 xác đến được cùng 3 tăng nằm lật lộn. 70 xác ở đây thì nó kéo đi được bao nhiêu? Không cần biết. Cũng không cần biết số AK thôi được. Lính muốn nhặt thì cứ nhặt. Trận chiến cuối cùng uể oải tất cả chiến lợi phẩm. Chẳng bù như lúc xưa. Xưa chỉ là cách nói khoảng thời gian 1 năm trước. Đêm sau, mùng 6 tháng 7, tụi khốn nạn lại phục hận. Hận không trả được, đành để lại thêm 15 con cua rang muối nữa nằm chật đồi. 18 tăng tan trong 48 giờ. Bộ binh và thiết kỵ bắt quân nên trình kết quả này lên võ đại tướng, người làm quân Mỹ quốc. Dung Mỹ quốc đâu không biết, chứ đối với lính nhảy dù thì dở ẹp. Khả năng tác chiến của bắc quân được phê ta phê điểm như thế. Người phê điểm mang nón sắt, còn kẻ số 22/3, số của toán học nhảy dù chưa kịp cạo. Trận đầu tiên của người. Trước đó một ngày, tiểu đoàn bảy dù của Khôi Nguyên, tức tiểu đoàn trưởng bảy dù, vừa chuẩn bị khăn gói để di chuyển thì đụng 4 bề 3 mặt núi cánh dơi cộng quân đổ ra dây kín. Nó không muốn cho mình ra sông Lô. Khôi Nguyên nói cùng với Lô tiểu đoàn phó. Không can chi, tôi dứt tụi nó được. Lô nói là Lô làm. Dùng núi chập trùng cao độ không làm Lô nao núng. Suốt đêm 26 rạng 27, Lô nói máy không ngừng. Lính đánh lựu đạn hít cỡ gần nhất. Ngày đến không biết bao nhiêu xác, nhưng 36 súng AK bỏ lên trận địa thì số tổn thất phải hơn 100 xác dân. Lô vứt cái nón sắt. Để tao ra thì sống. Ai mượn tại mày níu tao? Tiểu đoàn 2 trung đoàn 9 của sư đoàn 308 biến khỏi trận địa. Sau cú kéo tay Lô không nỡ chia ly. Dựng một ngọn cờ. Đụng lớn nên tiểu đoàn 7 được nghỉ một ngày. Nghĩ ngơ là kéo được ra đường, căng chất giỏng ngủ trong những ngôi nhà tan nát của quận Phong Điền, được rờ tay lên mặt nhựa của con đường số 1 nhìn về hướng bắc đỏ lửa. Quản trị ở cuối tầm nhìn luôn ầm vang tiếng động. Một mình đánh quản trị. Đánh thì đánh sợ gì? Công tung chu bao, mình còn phá chốt được huống gì ở đây. Lô và Khôi Nguyên chia nhau hộp bia đầu tiên. Sau khi rời những vùng đất nắng cháy, tiểu đoàn đã ở trong đó 2 tháng. 7 giờ tối ngày 28 tháng 6, tiểu đoàn 7 xếp một hàng dọc, bò từng người một qua cầu sắt vượt sông Mỹ Chánh, phải qua hết sông trong 4 giờ, chiếm liền vùng lưng điền Tân Trường, Trường Vinh,
lần đến nam sông U Khê, bám được cái cầu ngắn thì trời sáng. Một đêm dài đi qua, tiểu đoàn bảy dù đến đúng mục tiêu, giữ mặt nam cho bãi đáp ngày mai của tiểu đoàn 9 và 11 nhảy dù. Sau khi 9 và 11 xuống bãi sông, tiểu đoàn 7 vượt sông Nhung làm mũi dù cực đông lực lượng tiến quân. Một chiếc dặn xa qua sông bị chìm, 7 lính chết, phải bỏ quên. Khôn Nguyên nhất định vào Quảng Trị trước nhất. Khôn Nguyên bảo Lô: sông Lô đánh vào cái An Thái này. Lấy bản đồ ra, mọi chỉ mục tiêu cho rõ. Khỏi cần, làng tối mà. Đến đây tôi không cần bản đồ, nhắm mắt tôi đi vào trúng ngay liền. Lô Nguyễn Lô hay Lô Lọ Rượu, ông lệnh hồ xung của binh chủng, người cao không quá một chai bia lớn, nhưng chưa ai qua mặt nổi Lô. Đây không phải là nhận xét của tôi, nhưng của rất nhiều người, người ở ngoài cũng như trong nhảy dù. Lô không biết sợ, Lô sống hào hùng như lửa, Lô bừng bừng như rượu. Tết Mộ Thân, cầu An Hòa, Quế, Lô dẫn đại đội chạy từ cái số 17 về, bỏ ba lô trên đường dày, dàn hàng ngang đánh qua nghĩa địa. Cộng quân phục kích ba mặt, đại đội bị thiệt hại nặng. Lô mang máy truyền tin bắn đại liên che cho đại đội rút đi, bị thương gãy chân nằm lại một ngày giữa hai làn đạn. Tên bắt quân đi qua đưa nòng súng vào đầu, nhưng thấy Lô quá nhỏ, lưng lại mang máy truyền tin, tưởng là lính mới nên bỏ qua. Và gần đây nhất, Lô nhảy Chu Pao với hai đại đội quân số dưới 100 từ trên trực thăng đã được đón nhận bởi một lưới phòng không che kín trời. Nhưng Lô cũng mở đường được, xuyên qua một trung đoàn ẩn trong công sự phòng ngự để toàn bộ lữ đoàn rút về được Pleiku. Những trận qué lửa đó, Lô đánh còn được, huống gì cái làng An Thái tí xíu này. Tôi đánh một cú thôi, làm vô nhà ông nội tôi được. Chốt đông nam cửa ngõ vào Quảng Trị được Lô thanh toán trong nửa ngày. Một chớp mắt của quân sự đã đi qua, người dẫn quân vào Quảng Trị bước chân lên mặt nhiều quốc lộ 1, cách ngã ba Long Hưng 400 thước là Lô, một người Quảng Trị. Lô vào làng, lương 3 tháng không tiêu để đầy ba lô người cận vệ. Lô lấy ra đưa, không suy tính. Đây, bác 5.000. Đây, kiếm 10.000. À, con nhớ ra cậu rồi. Cậu có 10 con, cậu lấy 12.000. Lô bị vây quanh bởi những người thân đã quá lâu không gặp, có những bà con chưa hề thấy, hết tiền đám người quen cùng dây kín. Khổ quá con ơi, cực quá cháu ơi, mẹ là chị của mẹ nội con đó. Lô bị dây kín bởi một trời thảm khốc, có giọt nước mắt nóng nóng ở mi, lần đầu trong đời Nguyễn Lô khóc. Giai đoạn một chấm dứt với thành phần cao nhất là tiểu đoàn 7. Điều này không lạ, vì sông Lô là người Quản Trị, người có vùng nghèo không có chữ lót để đặt tên. Nguyễn Lô, Trần Toán, Phan Niên, Phan Thôn, dân Quản Trị cực đến nỗi không có một chữ văn lót nghe cho êm tai, rất cơ khổ. Sau lưng có 7, 9, 11 là lữ đoàn 3. Lữ đoàn này có nhiệm vụ riêng quét sạch hết dùng những đồi hoa sim từ Trường Phước ra đến quốc lộ. Bộ binh Bắc đã giặt chạy để trơ lại một rừng cây nhân tạo đứng sơ sát trên nền trời. Đó là súng phòng không 37 ly, 13 khẩu súng được tịch thu trong nháy mắt. 13 khẩu tức là một tiểu đoàn phòng không, đạn đại bác chất đầy mấy hầm lớn. Tàu bé nào có khỏi vùng trời đang bằng 13 khẩu súng đại bác liên thanh này, tiểu đoàn 1, 2, 3 mừng đến phát điên. Bên cạnh khẩu 37 ly với đầu đạn nổ cao này, súng 12 ly 7 đại liên phòng không của Hạ Lào ngày nào chỉ còn là đồ chơi hạng bét như chiếc bà già Moran 500 để cạnh F4C Phan Tông. Trên tiểu đoàn 9 lại nghe báo cáo: tôi lấy được một khẩu phòng không nữa. 37 ly hả? Nhi, mang ba của lữ đoàn 2 hỏi trong giọng đùa. Không, lớn hơn nhiều, nòng lớn, bánh xe cũng lớn hơn. À, hỏi bà hai ở đó xem trong cuốn tài liệu địch có chiếc phòng không nào lớn hơn 37 ly không? Không lẽ là 57 ly? Đại bác loại mới nhất của Nga, thứ này hiếm lắm, chưa sử dụng ở đâu hết. Cuối cùng, khẩu súng được xác nhận, 57 ly. Vũ khí độc nhất của chiến tranh Đông Dương vừa được tịch thu. Hết cỡ nói, tụi nó chơi mình tận láng ở đây. 4-5 cái đầu cùng gật gù xác định. Câu chuyện của tiểu đoàn 9 còn có một điểm cần phải nói. Người y sĩ tiền tướng nhảy dù, tất cả những tính chất đẹp hào hùng nhất của người trí thức dấn thân, sự dấn thân cụ thể,
Sự góp mặt vô bị lợi, lòng say mê phục vụ cho đời được thực hiện với những công việc lặng lẽ, đầy tướng gian nguy triền miên, hằng hằng như cơn tác xạ tập trung đổ xuống từ chín vị trí. Từ lâu, những người y sĩ nhảy dù đã có một đặc thù đối với các tiểu đoàn dù. Giữa họ và đơn vị không phải chỉ là một nơi bắt buộc mà người y sĩ phải đến vì nhiệm vụ tăng phái. Bác sĩ dân dân của Hoàng Cơ Lân, những bác sĩ nhà binh nhiều và đầy hơn mọi sĩ quan nhiều nhà binh tính nhất. Những người lính hơn lính, những ông đô lát của quân y. Bao nhiêu tâm huyết hăng say hình như các vị này đổ xuống lên nhiệm vụ y sĩ tiền tuyến. Năm 1964, đang làm bác sĩ giám đốc bệnh xá lữ đoàn, tiểu đoàn 7 vắng ông bác sĩ Đạm. Ông Lân thay thế. Đêm trung đội của thành bị ngã bởi hai trái mìn, bác sĩ Lân đã từ bộ chỉ huy tiểu đoàn chạy sang ngay tuyến đầu cùng với túi quân y không người lính bảo vệ. Tính chất tha thiết với đơn vị đó được thể hiện là một lần nữa rõ ràng nhất ở Tính. Bác sĩ Tính, đại đội trưởng đại đội 1 quân y, tăng phái cho tiểu đoàn 9. Tính còn có hổ danh là Tính Điên. Ai đặt cho anh cái hiệu này không biết, nhưng quả tình nếu anh đã hơn người, vượt người một chặng đường quá xa, vì khả năng và phẩm chất điên có lẽ ở thái độ vị tha, điên có lẽ ở lòng say mê công việc đến nỗi buồn cười. Điên vì đang làm đại đội trưởng đại đội 1 quân y, nghĩa là chỉ chịu sự điều động của lữ đoàn 1, tình nguyện xuống làm y sĩ tiểu đoàn 9, trong lúc tiểu đoàn này tăng phái cho lữ đoàn 2. Và tất cả bộ chỉ huy tiểu đoàn 9 đã phải đứng cứng người vì kính phục trong ngày 14 tháng 7, khi thiếu quý đức của đại đội 92 bị mảnh súng cối chui vào bọn đá. Xong rồi, thằng nhỏ ác chết, tay bắt chuồn chuồn, mồm thở cá. Ông Phú Cửu Long đứng nhìn người sĩ quan thuộc hạ rầu rầu, nhưng đã có tính, mình trần, tay dao tay kéo, căng cái bông xô để che gió, tính cúi mình trên người thương binh. Bục tính đục một cái lỗ, đặt vào đó một khúc ống cao su, lấy bao gạo sấy bọc một đầu, bóp bóp mấy cái, máu động từ bàng quang ùa ra, chậm 15 giây là chết. 15 giây, Cửu Long phiên dịch cùng anh thiếu tá già cố vấn. Anh này đứng lặng như tượng, nhìn người y sĩ cải số trời cứu đồng bạn. Thừa thắng xông lên, tính đục tiếp thêm ba cái lỗ nữa. Trên đầu pháo nổ, gió cắt ào ào, tính vẫn nhanh như một cái máy để hút 60cc máu từ ngực của binh nhì Kim trong ngày 23 tháng 7. Tốt, chậm 3 giây là chết. Bây giờ em có thể đánh bốc được. Binh nhì Kim nhìn tính ướt nước mắt. Em đội ơn bác sĩ. Tính không chỉ nhanh tay đục cắt hút để cứu người, tính còn soạn y thuyết 7 bước cứu thương, 5 việc làm của người y tá tiền tuyến. Tính cùng hoạch định một chương trình đầy đủ về tham mưu quân y, để người y sĩ không bỡ ngỡ với đơn vị và chiến trận. Điên, nếu gọi đây là đặc tính của tính, thì đó là một cái điên mạm vàng, một viên ngọc vô giá giữa thời đại tan dở, thời đại trí thức dấn thân bằng mồm, loại trí thức mà mảnh bằng chỉ gợi lên những hiểu biết vô thưởng vô phạt, nhưng ảo tưởng về mình thì kinh khiếp và hèn nhát không bờ. Chợt nhớ đến lá thư của những trí thức trẻ cỡ Đoàn Hồng Hải, Nguyễn Thái Bình, những tinh thần bất khuất quyết hy sinh cho tự do độc lập dân tộc bằng cách theo cô đào cởi truồng Jane Fonda biểu tình phản chiến ở Hoa Kỳ, theo cung cách dấn thân của trí thức Nguyễn Ngọc Lan, chân tính Nguyễn Văn Trung. Nhớ và phẫn nộ đến lạnh người nên ước ao chỉ cần gửi trí thức tính điên qua Paris, qua Mỹ để tính nói điều tính đã làm, điều tính đã nghĩ. Tiểu đoàn 3 của Sơn chiếm quận Hải Lăng sau khi dẹp gọn mục tiêu bằng 10 phi tuần và 2.000 đạn 105 để bộ chỉ huy lữ đoàn 2 lập căn cứ. Mình người ở đây đánh Hải Lăng là phải. Sơn giúp mục tiêu sau một ngày dùng hết mọi ngón nhà nghề. Có một lúc nào đó, chiến trường chỉ được giải quyết bằng sáng kiến của mỗi cá nhân, sáng kiến một phát để giành quyền sống và sự thắng. Tao ném trái miền Claymore và hàng rào này thì mày bắn ngoài nổ nha. Lính Sơn dùng cách phá hàng rào tinh kỳ độc đáo để dọn con đường ra vào quận. Mình uống chút rượu để ăn mừng. Martin không đá được rót ra nắp. Sơn mời mọi người hớp chút nước vàng ống lóng lánh ánh mặt trời. Uống, từ hôm tháng tư ở An Lộc đến giờ chưa uống được một bữa rượu có nước đá cho đã.
một quả 130 đánh ngã bức tường đập vào lưng Sơn, một khúc xương mông bị mẻ. Mất chỗ ngồi uống rượu không bác sĩ? Không can chi, 20 ngày là ngồi được. Tốt, 20 ngày sau tôi tiếp tục bữa rượu này. Trong dòng Thạch Hãn, ngày 6 tháng 7 mở đầu cho giai đoạn 2, giai đoạn vào quản trị. Tiểu đoàn 7 dùng hai đại đội 71-74 nhất quyết vô quản trị. Lô theo 74, Khôi 71, tiểu đoàn trưởng và tiểu đoàn phó đều ở tuyến đầu khói lửa. Hết rồi giai đoạn vàng son của thời tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn nhảy dù tắm nước nóng, uống rượu vang trong mỗi bữa ăn. Hành quân chỉ huy điều động chỉ cần nói qua mang ba hay tiểu đoàn phó. Bây giờ ông phó, ông trưởng đều ở sau lưng khinh binh, tối đa là 3 người, tối thiểu là ngang hàng. Một đại đội trong chiến tranh quy ước không là cái gì hết. Chiến trường biến đổi tính chất mau lẹ không ngừng nghỉ. Đánh vào An Thái thì dùng vận động chiến, lên ở đây chỉ còn tác chiến trong thành phố với cá nhân chiến đấu khai triển đến tối đa. Thế nên mới xảy ra những chuyện khôi hài của đêm mùng 6 sáng mùng 7, khi tiểu đoàn chiếm xong đại nại và đại đội 74 vượt quá ngã ba Long Hưng 600 thước. Lúc đóng quân về trời tối, thường vụ đại đội kêu thương binh bắt việc dậy đi gác. Ta và địch trộn lẫn với nhau như gạo và đổ, ai ở đâu ngủ đó và gắng thức để giữ mạng sống. Đêm mùng 6 sáng mùng 7, tiểu đoàn 7 chập chờn trong giấc ngủ nôn nóng. Mai là ngày mùng 7 tháng 7, tiểu đoàn mình số 7. Sao toàn là số 7 không à? 7 là số tốt, mình là người đầu tiên vào thành phố quản trị. Mai dậy xem nó như thế nào. Thành phố gì đâu, toàn là nhà đổ và đường bị cày nát. Thành phố hơn được nhà quê là đường nhựa và đèn điện. Đây chẳng còn gì hết cả. Chẳng còn gì cả thật. An Lộc cũng đổ nát, nhưng An Lộc chỉ là một thị trấn miền rừng. Thị trấn nhỏ gồm một dãy phố chìm khuất giữa lòng rừng xanh. Trái lại, Quảng Trị là một thành phố đúng nghĩa, dù nhỏ bé tàn tạ, nhưng thành phố này có sức sống, lịch sử và dốc dáng riêng. Thành phố Quảng Trị đã bị xóa tan, chỉ còn đóng gạch ngói hoang tàn. Thừa thắng sông Ngang, vì lên không được, Ngang lại có lợi hơn che được phía bắc cho thằng 11, đại đội 74 từ Long Hưng quẹo trái đánh dần ra bờ Thạch Hãn. Trung Quý Phi qua đại đội 74 dẫn quân ra bờ sông chỉ khoảng 400 thước, nhưng cũng phải tốn mất 3 ngày. 3 ngày đi được 400 thước dày đặc chốt là quá giỏi. Trái, phải, trước, sau đều không được che, di chuyển ngay thung lũng. Tối thiểu cũng do dàn khẩu đại liên kèm theo B-40 hoặc 57 ly không dịch. Nhưng 9 giờ sáng ngày mùng 9, Phi cũng thấy được dòng sông cạn đáy chảy lờ đờ về hướng bắc. Bờ sông dốc quá không xuống rửa tay được. Bên kia sông những loạt đạn kín trời bay đến, Phi lẩm bẩm câu nói trước khi rút lui. Rửa được cái tay ở dòng sông này mà chết thì ngu quá. Tung quân hoạt động chung quanh Long Hưng, tiểu đoàn 7 dù còn mở con đường cho thằng hai trinh sát của Úc Bạch Lam vào thành nội. Làm được như thế là khá rồi. Khô Nguyên an ủi Lô sau khi đã thử băng đồng Mai Lĩnh đánh vào Phi Bưu nhưng không được. Cánh đồng mênh mông không hành lang che giấu, bên trái là Mai Lĩnh, cứ điểm quá cứng. Lô có bằng thép cũng không qua khỏi cánh đồng. Nóng thì thua, Khô Nguyên hạ quả cho Lô khi thằng cha này buồn vì không băng đồng được. Từ Hải Lâm, Mễ hộp bộ chỉ huy tiểu đoàn thiết kế bắt tiến. Mễ nói với thằng: Em thấy cả La Vang Hù này không? Thấy. Em thấy cả La Vang Chỉnh Tòa này không? Thấy rồi. Còn chiếc ngựa không ôn? Vừa thôi quý vị xài toàn tiếng trị thiên bố ai hiểu nổi. Đốc Tơ Liệu hay Á Sĩ Quan Phụ Tá Tăng Ba nhăn nhó trước tiếng lóng của các anh trung kỳ. Mình nói rửa nợ mất công nguy hỏa, em ơi. Tâm sĩ quan hành quân xuống thêm một câu, là một ông ớt nữa. Cho tôi đặt chỗ nữa. Ông Hùng Móm, đại đội trưởng 111 phản tiếp làm toàn thể sĩ quan Bắc và Nam Kỳ ngất ngư mà cứ ngứa dài ra. Đánh lại giang hữu xong, quẹo tay trái dây dương cung thánh đường. Ông đánh hướng Tây Nam lên cả hai mục tiêu đường như thế. Có gì thắc mắc không? Không. Thành thì khi nào cũng ít nói, dân tu xuất thâm trầm như mặt hồ không gió. Dương cung thánh đường chỉ còn mặt tiền.
còn có nghĩa là không đổ xuống. Tòa thánh đường đẹp vào hàng quốc tế ngày nào không còn nữa. Hàng dương xanh khô lá tróc gốc, mái thánh đường tan nát. Thành đứng trên mặt sân trước chính tòa. Mặt sân đá tảng mông minh phẳng láng bị cày nát, chỉ còn từng phiến đá giữa sắc cạnh. Lặng lẽ, không tiếng chim hót trong tàn cây, không tiếng cầu kinh rộng ràng vang trong lũng núi, và cũng không còn tiếng chuông. Nhạc khúc vang động Trường Sơn mang theo chiều rộng không gian, nổi bi nhiệm thiêng liêng của người vô nhiễm. Chiến tranh bại thật. Thành làm dấu thánh giá, đứng dậy, đội nón sắt bước đi. Tượng Đức Mẹ La Giang bị mảnh bom chém mất một phần đầu. Thành nhìn hướng mắt, nơi con đường đất đỏ dẫn về La Giang tả. Tưởng đến ánh đuốc bập bùng của đoàn người trễ hội đêm ngày xưa bình yên. Chiến tranh bại thật. Sự phiền muộn chưa được diễn tả bởi hai câu nói ngắn gồm bốn chữ. Chính Bắc, cứ một hướng mà đánh, từng nhà, từng hầm một. Lính phải đánh bằng lựu đạn, cá nhân chiến đấu phát triển tối đa. Thành đánh bằng 114-113, tức là đại độ 114-113. Hùng Mố 111, Lý Trinh Lùng 112, đánh kẹt đất dọc đường rầy xe lửa. Từng thước đất được lấy lại trong hàng một giờ một buổi. Khúc xương khó nuốt, tức là cửa họng chính nam của Quảng Trị, dày đặc chốt cứng mà tiểu đoàn 11 cùng liên đội biệt kích của hổ xám Phạm Chí Tài phải cố gắng nuốt xuống bên trợn trắng của mắt. Làm sao qua khỏi mấy cái khách sạn này? Khách sạn được đặt tên bằng những nơi chốn ăn chơi nổi tiếng của thủ đô Maxim Majestic Model. Nhưng đây là những khách sạn với 6 lớp kẽm gai, mỗi phòng ngủ trí một khẩu đại liên 50 hay M60, được cover bởi hàng rào súng cối. Cối bắn từ 5 vị trí tập trung xuống, yểm trợ cận phòng cho những khách sạn khốn nạn với khoảng cách an toàn 20 thước. Làm sao đánh? Nhờ mấy đứa con của hổ xám đánh thử bằng đặc công. Hai đêm 7 giờ 8, đại đội xung kích cũng chỉ kéo giường, kéo chiếu được một chút thì phải về. Tội khốn nạn nằm chặt phòng ngủ, không đường thối lui nên tử thủ. Anh Trung úy đại đội trưởng xung kích rề rề phê bình. Sáng ngày mùng 9, Mễ dùng thằng Quản Trị đánh ga xe lửa, mục tiêu chót của tiểu đoàn. Mày đến ga, tiễn em đi được, thì tao sau này mở sâm banh. Mễ dặn Hùng Mốm một lần chót trước khi thằng Quản Trị kéo quân đi. Mốm dẫn Lùn, tức là Trinh, đại đội trưởng 112, lên ga tiễn em. Em thứ dữ, em răng đen mã tấu, em đeo quạt C bằng đạn AK, em xách ví lựu đạn. Em là đứa cháu cuối cùng của bác, tức là sư đoàn 325 tổng trường bị quân đội nhân dân. Hùng gan dạ nhưng cũng rất cẩn thận. Đợi đêm, men theo đường rầy xe lửa để đến ga tiễn em. Nhưng chẳng em nào muốn đi, em đòi ở lại, em bám đầy đường như hào bám vào ghề đá. Hùng và Trinh cứ thay phiên nhau tiếp em. Đoạn đường xe lửa dài không quá 500 thước, mà cặp Hùng Trinh phải bò mất 5 ngày, đúng ra là 5 đêm. Hùng dẫn đầu, vừa đánh vừa chỉ chỗ. Cái ngã ba xa xa đó là đường Trần Hưng Đạo, đường đỏ đi vô chợ Quảng Trị, chỗ đó có cái nhà thương. Chắc bây giờ thành nhà ghét rồi. Tụi nó thế nào cũng tư thù ở chỗ đó. Mẹ cha hằng, hằng áo lầu đâu mà nằm nhà thương kỳ rửa. Hùng chửi một câu thật buồn cười sau khi suốt ngày 11 cứ tìm cách vào lấy thuốc đỏ, nhưng không được. Từ hăng hái vui vẻ của những ngày đầu trên đường về nhà, bỗng nhiên Hùng đổi tánh, là mắng lính như tát nước vào mặt. Muốn chết phải không? Tại sao mi không đầu hàng? Tao đánh cho mi chết hơn là để cho Việt Cộng bắn vơ sò mi. Hùng nói những câu không bao giờ nói. Hùng đổi tánh một cách đáng ngại và thất thường. Điềm đi khuất. Chiến tranh thường có những sự kiện lạ như thế. Người biết mình sắp chết và nổi tánh, biết mình sắp chết nên trối trăng. Hùng gọi máy nói chuyện với Liệu, y sĩ tiểu đoàn. Lấy được khẩu K-54 nào thì tôi cho ông. Liệu ơi, sao mo nhợ mè moa quá. Hôm ở Trạc Ly về có được máy nghe sẹp lại không đi thăm bà. Hết cuộc hành quân này, moa xin mê linh tiểu đoàn trưởng vài ngày để đi đàn anh. Còn 300 thượt ngựa là moa thấy cả nhà ở lục nhỏ. Vì thế, cứ nhớ ba già. Thảm thương chưa? Con chim kêu tiếng bi ai trước khi chết? Con người lên thiên hơn, biết tìm chúng quê hương để đi về. Ngày 14 tháng 7, Hùng chết. Chết cách sân ga 100 thước. Nơi thuở xưa, Hùng đã nhiều lần đứng nhìn con tàu nám đen từ miền Nam đến, để mơ ước chúng đi xa. Hùng đã đi xa, đi quá xa đến cuối trời miền Nam. Hùng đã đến hang sâu núi thẳm của miền Trung. Và bây giờ, Hùng trở về.
người tuổi trẻ đi hết đoạn đường khổ nạn của quê hương Chu Phí và trở về chết tại nhà xưa. Hùng chết, Trinh nổi điên dẫn đại đội đánh ngay vào nhà ga. 7 giờ sáng ngày 15, Trinh đứng giữa sân ga vắng lặng. Chẳng có gì cả, mục tiêu ác liệt của 5 ngày chiến trận là đây, giả mạng sông bằng hữu binh lính là đây. Cái sân ga đổ nát bốc bụi mù dưới gió Lào hừng hực thổi. Xong rồi, tôi đến ga tiễn em rồi, em đi rồi. Trinh báo cáo với tiểu đoàn đã chiếm xong mục tiêu. Dựng một ngọn cờ. Tiểu đoàn 11 nhảy dù cũng vừa hết nhiệm vụ. Chỉ còn cái củ khoai ngã ba Lê Quấn và quốc lộ 1. Thụng thẳng đánh cũng được. Mẹ nói với Thành bằng một giọng nói ướt nhẹt. Mất hùng mõm, mẹ đau như mất một cánh tay. Một cánh tay nghĩa đen. Rồi tiếp theo cái chết của Hebe, người bạn của lính nhảy dù. Danh xưng của ông già làm báo. Lính tiểu đoàn 11 đặt cho Hebe, 48 tuổi, 20 năm trong nghề báo, theo nhảy dù từ Kon Tum vô An Lộc đến Quảng Trị. Không phải chỉ là lương tâm của một phóng viên, Hebe ở với lính nhảy dù như một người muốn chia chung khổ nạn. Odiap Lores, câu viết cho ráo mực trên chiếc nón sắt của anh trung sĩ Oles, đối diện với câu thơ ngẫu cảm của lính nhảy dù Quảng Trị, buồn sơ xác bóng người đi. Mảnh đạn 130 ly chém đứt phần sọ, người phóng viên già ngã xuống, mồm chưa dứt câu nói. Scenario mon docteur, ông đốc là liệu vừa chưa kịp vào học. Trên nguyên tắc, tiểu đoàn 9 coi như trở lại với ông già. Lữ đoàn 1 nhảy dù, nhưng dùng trách nhiệm vẫn không xê xích một mảnh kể từ ngày đầu tiên nhận dùng. Nhiệm vụ của chàng là ở trong núi. Sư tử ở núi là đúng. Ông Phú Râu hay Phú Cửu Long rất bằng lòng với những đứa con của mình. Mà phải rửa mặt cho tiểu đoàn mới được. Có gì cũng là một tiểu đoàn nhảy dù, biết hay không là do mình. Cửu Long Phú nói với tôi như vậy. Đây này, một đêm nó hạ 15 xe tăng thì còn muốn gì nữa? Mò biết đại đội trưởng yếu. Thiếu quý con nít mới có 2 năm quân vụ thì kinh nghiệm chiến trường ở đâu? Nhưng mình cứ theo dõi, ôm nó từng điểm một, đặt nó ở cái thế đánh được, thì nó đánh phải thắng. Chiều xuống, Cửu Long đi một đường oran với các đại đội trưởng, bắt đầu từ ăn yếu nhất. À, gài lựu đạn phục kích tự động chưa? Dạ rồi. Đã xin yếu tố tiên liệu pháo binh cho cái thông thủy ở phía tây chưa? Dạ rồi. Nếu tối nay nó đánh giữa tôi và anh, thì anh xử trí làm sao? Dạ tôi cố tử thủ. Nếu không được thì tôi men về phía tây, nơi ông Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng là sĩ quan ban ba, đại quý độc nhất của tiểu đoàn, thay tiểu đoàn phó nhỏ ra coi đại đội tác chiến. Nghe thấy thì buồn cười. Có tiểu đoàn trưởng nào lại quay vấn đáp với đại đội trưởng như vậy? Nhưng kẹt một điều, đại đội trưởng cực thụ rách áo bị thương hết, chỉ còn trần xì dầu thiếu quý. Thiếu quý cỡ thiếu quý thắng chưa biết ấy như thế nào. Nhưng dù với dàn đại đội trưởng mỏng manh như thế, tiểu đoàn vẫn gồng hết cỡ để giữ vững dùng trách nhiệm. Giữ thật chắc, đến nỗi mỗi lần muốn đánh, lính cụ Hồ phải huy động tối thiểu cũng 9 vị trí pháo và 7 vị trí súng cối 82 ly. Chỉ một giờ, từ 17 đến 18 giờ chiều ngày 9 tháng 7, Bắc quân đã rúi vô tiểu đoàn 2.000 quả đạn trước khi xua tan leo đồi đánh Cửu Long. Mẹ, hôm nay cho Cửu Long của tụi mày về Nam. Lính ông Hồ đánh nhất quyết định. Nhưng dù bị pháo gần 20 vị trí, Cửu Long vẫn tìm cách chỉ định mục tiêu để phi cơ tiêu hủy. Bây giờ tôi bắn đạn lửa lên để anh biết vị trí tôi, xong tôi cho khoảng cách và hướng súng của tụi nó để anh dọn dừng. Ok, bạn ở đâu mà có phương pháp chỉ định mục tiêu hay quá vậy? Dân tàu bay khen nức nở. Dân hạ là mà bạn, không hay không sống được. Tiểu đoàn 9 dùng hết mánh lưới nhà nghề áp dụng các chục nguyên tắc tác chiến. Những nguyên tắc của sách vở cùng nguyên tắc do vợ con dạy. Không học không sống được tại địa cục. Ví dụ như châm ngôn đánh tăng là không chắc không bắn, chưa trúng chưa bắn, bắn trúng bắn mồi. Phải áp dụng từng điểm một, trật một điểm là đi ron. Ví như đêm mùng 6 tháng 7, 15 chiếc lên năm phía, cứ 3 chiếc một xếp hàng ngang ùa vào. Luống cuốn chậm chạp một giây là tăng nó cán như con mực.
khóa hết pháo dùng Tân Lê, Phước Môn, Thôn Đá Đứng, giữ cạnh sườn cho 11 và mấy dù, một lớp áo giáp dày khui che hết dùng Nam Quán Trị. Tiểu đoàn chính dù lấy lại phong độ sau một thời gian cực khưởng. Đất này hợp với chính dù, dân Quản Trị hồi mậu thân đã giọt ngắn giọt dài khi đưa em vô Quế. Ba yếu tố thiên địa người có đủ, thắng trận là chuyện thường, chuyện phải xảy đến. Quản Trị coi như xong, Long Phụng Lữ đoàn trưởng có thể phủi tay hút con mèo, đánh bữa cơm sau đây cà ghém trong bình yên. Nếu không còn bàn cờ, hay cái mâm, hay củ khoai, hay cái khốn nạn nằm sờ sờ trước mặt, đó là cổ thành bộ chỉ huy tiểu khu Quản Trị. 500 thước mỗi bề dài, hai lớp gạch nung ép một khối đất dày 5 thước, phía trong lại có thêm một hệ thống hào sâu. Ông Nguyễn Ánh hại sức quá nặng. Làm thế nào, với ai và bằng gì? B-52 không được phép đánh, pháo binh không có hiệu quả. Long Phụng lại thấy ngày đi quá mau, gần đến ngày giao nhà lại, giao lại mà chưa dọn sạch thì coi không được, không thế nào được. Chỉ còn một ngày nữa thôi, quyết định khẩu lệnh từ Trung tướng Đống đến Long Phụng chuyển liền cho Minh Hiếu, tức tiểu đoàn 5 và 18 lĩnh tiểu đoàn 6. Chỉ có một ngày thôi, một lần chót cho đời, phải dọn cho sạch, chấp nhận thiệt hại. Lệnh được Ngụy Quát cẩn mật trước khi Long Phụng cầm ống liên hợp chuyển bản văn cho Minh Hiếu và 18 lĩnh. Hai trung tá thực thụ chuẩn bị thành anh sáu với một tương lai sáng như đôi xì kít. Từ An Lộc trở về, đỉnh người cứ phần phần như say rượu. Ông số 1, tướng Minh, tướng Hậu đều hứa thay lon cho em. Nhưng hơn một tháng rồi, cứ đợi dài cổ, đợi và ngồi chơi xơi nước tà tà. Tiểu đoàn thuộc quyền lữ đoàn, từ ngày vào dùng chỉ cứ việc nằm dài người và chịu pháo. Làm thế nào hơn được? Trừ bị cho lữ đoàn, ba đại đội trưởng sáng nhất thì một chết, hai bị thương. Giữ vị trí pháo binh thì bị pháo là cái vốn. Đỉnh ra vào phiền phiền dọc phố Hải Lăng. Tiền sư không có được chút thơm thơm để thở. Đi đâu ngửi mùi chết đó. Đỉnh dẫn bộ tham mưu đi kiếm sách ăn lê để học cho đỡ dốt. Thôi thế thì thôi, thế thôi. Đỉnh áp dụng đạo di vô trong những ngày nằm Hải Lăng. Nghe trên 7 và 11 dù, cứ mở sâm banh liên tiếp. Hiếu lại mực hơn nữa. Tiểu đoàn hàng đầu, tiểu đoàn trưởng thâm niên nhất mà 3 tháng An Lộc không đánh được một trận cho đáng tiền. Cứ tử thủ cao sơn, tức sừng cao su, sa cam, đến độ trắng nhợt người ra. Ra đến Trị Thiên thì cũng chỉ việc nằm co chịu pháo. Không lẽ mình là 500 hay sao mà cứ hút pháo thế này? Ngày mùng 8 tháng 7, vừa đến Lam Giang Thượng, đã mười mấy con bị thương vì cái khốn nạn. Nhưng hai tiểu đoàn không còn cơ hội để sốt ruột. Long Phụng đã hạ lệnh Khôi Nguyên tiểu đoàn 7 dè lôi một chút, Minh Hiếu tiểu đoàn 5, 18 đỉnh tiểu đoàn 6 vào dùng và thanh toán cho xong. Phải xong trước ngày 26 cái bàn cờ khốn nạn, tiểu đoàn 5 và 6 dù nhập trận. Từ Hải Lăng, đỉnh thúc thằng 1, đại đội 61 dẫn đầu dọc quốc lộ 1 men theo Củ Khoai, tức là chốt ngã tư của đại đội 114 tiểu đoàn 11, đến ngã tư Quang Trung Duy Tân, bắt tay Úc Bạch Lan, tức là đại đội 2 trinh sát, để bàn giao sổ sách. Xong quảnh tù tì, xem coi có thằng em nào muốn đi dọn nhà dọc đường qua trục. Tôi, trung tá cho tôi đi. Trung Quý Tạo, đại đội trưởng 61, xung phong, miễn phải bắt thầm. Đỉnh hiểu ý, ưng thuận ngay. Tạo thuộc khóa 9 Thủ Đức, Trung Quý từ năm 1964, xuất thân tiểu đoàn 6. Tạo cũng là Tạo Đen, tay vô địch quyền anh hạng lâm của những năm 57-58 ở Đà Nẵng. Tạo bị sa khỏi binh chủng vì cái máu thảo khấu. Nhảy dù của những năm 1959-60 là kỷ lục thép. Tạo đi khỏi binh chủng và tựa tích giang hồ. Năm 1972, Tạo trở lại nhảy dù với cấp bậc 10 năm trước. Và giờ đây, Tạo phục hận. Tạo đã sửa mặt một lần ở An Lộc khi xung phong bằng lựu đạn. Chưa đủ, bây giờ là đại đội trưởng. Tạo muốn chứng tỏ cho đời, ta không thường. Lon Trung Quý 10 năm đại nạn là do trời định. Tạo muốn cải số trời rửa sạch ngày tháng quân lao, phục hồi lại Tạo Đen của 10 năm trước. Nhưng đúng có một định mệnh khốn kiếp và khắc nghiệt, Tạo không thể tránh được. Và cuối góc đường Quang Trung Phan Đình Phùng, Tạo cùng hai trung đội trưởng Mạnh Trị chết ngay ở tuyến đầu, chết cùng khinh binh xung kích, chết trong thành phố lạ giữa một đống gạch ngói tan vỡ, chết trên đường đi xây dựng lại đời. Đỉnh và Tùng tiểu đoàn phó bỏ vị trí chỉ huy, tung bốn đại đội tác chiến ra khắp bốn hướng, tránh được pháo và dọn thật sạch. Tức rồi, thằng Úc Bạch Lan một mình làm được, không lẽ mình quay sao?
muốn thế thì cho thế, thế nào cũng được. Đỉnh tắp đi bắt quân cạn láng qua mỗi căn nhà, mỗi thước đất. Mẫu thân đỉnh đã cùng giữa đoàn chính đánh sập tiệm trung đoàn 812 tại thành phố này. Tiểu đoàn 5 cùng liên đội biệt kích nhảy bước xa hơn đến Kỳ Bưu, khu công giáo thép, nơi người dân không nhận mộ lính ông Hùng. Mẫu thân đại đội 94 của Thừa đã sống sót được là nhờ những người dân chỉ một lòng tin ở Chúa của thôn xóm này. Tiểu đoàn 5 vào được Kỳ Bưu, tựa người và bức thành đá tảng này tấn công ngược hướng lên dân Việt Duy Tân. Mỗi ngày thêm mỗi nhà, tiêu chuẩn tác chiến của tiểu đoàn. Hai mũi kìm siết chặt từ từ, chậm nhưng chắc. Lính của 5 và 6 có thể thấy được từng viên gạch đen móc của bức tường cổ. Thấy nhưng rờ và leo lên được là một chuyện khó, chuyện rất khó, khó nhưng phải làm cho kỳ được. Dựng một ngọn cờ. Nhưng buổi sáng hôm nay, thấy đồng nghiệp chạy lung tung ở chỗ đóng quân của Mỹ, nhấp nhổm lúng túng để tìm đường vào nơi đụng trận. Lòng lại chùng xuống vì tin Lô bị thương. Tôi trở lại tâm tình của người lính khi nghe tin bằng hữu bị nạn. Lương tâm nghề nghiệp không còn nữa. Tôi chỉ là người lính, chứ không phải nhà văn hay nhà báo gì cả. Chụp hình cổ thành hay không, tôi không thiết, chỉ mong trở về quê được. Nóng ruột quá. Thêm một điều nữa làm cho tôi nhìn những phóng viên này với tâm trạng khác. Cái chết của Heber, anh phóng viên già người da nã đại 48 tuổi, dốc dáng gầy guộc yếu đuối, phóng viên tự do, đã dự kiến ba mặt trận. An Lộc ngày tôi vào đã có Heber ngồi sừng sững với một ngón chân bị thương. Tuần trước, sau đêm theo 81 biệt cách đánh đặc công vào Majestic, tức pháo đài ở sân bay La Biang, trở về chỗ ngủ của thành tiểu đoàn phó 11 dù, sáng vừa mở mắt đã thấy Heber ngồi chia thuốc lá cho lính bị thương. Tôi giang hồ, anh già này còn cao hơn tôi một bậc. Tư cách phóng viên tự do lại làm cho tôi có thêm thiện cảm hơn. Với tư cách đó, người phóng viên khỏi bị ràng buộc vào điều kiện này nọ và chính sách của tờ báo hay hãng thông tấn. Và Heber đã chết. Chết sau khi ngồi viết câu Odiap Lorest trên chiếc mũ của trung sĩ Oles. Heber chết sau khi tâm sự với Liệu. Nếu tôi chết, chung tôi ở Việt Nam, trên mộ đề, nơi yên nghỉ Gerard Heber, người bạn của nhảy dù Việt Nam. Khi viết câu này, nên viết bằng tiếng Pháp, vì tôi người da nã đại gốc Pháp, chữ Para của Pháp lại hay hơn chữ Emo của Mỹ. 48 tuổi vào nghề từ năm 19 tuổi, ba lần bị thương liên tiếp ở Charlie và An Lộc, cũng không làm cho thân thể cồm cõi này lùi bước. Có điều gì thiên nhiên đã thúc giục và hướng dẫn con người lăn lưng vào chúng lửa đạn? Đồng lương lợi tức chắc không thể là động lực chính. Tiếng tâm gian danh cũng không phải là nguyên nhân. Phóng viên độc lập, bán hình, bán phim xong là hết. Lời bình luận có người khác viết. Thế thì, điều gì để kéo anh vào hiểm nghèo tân khổ? Chỉ có một lời giải thích. Vì lương tâm nghề nghiệp, thứ lương tâm bàn bạc truyền miên bắt con người phải tìm sự thật và nói sự thật. Heber lại có một điều đẹp hơn nữa. Anh muốn dự phần vào nỗi khốn khổ trầm luân của đất nước này. Anh muốn chia cơn đau. Anh muốn góp phần chịu đựng vào gánh nặng điêu linh tàn khốc của quê hương Việt Nam. Anh không phải chỉ là bạn của lính nhảy dù, anh là bạn của quê hương yêu dấu này. Miễn biệt Heber, người phóng viên già không phòng lạnh, đường phố, quán nước ở Sài Gòn. Nhưng nằm chung phong sô, ăn cơm sấy, uống nước hố bom, hứng 130-122 ly chung với lính Việt Nam. Tên tuổi anh ít người biết, nghề anh chưa đến cửa quốc tế. Nhưng anh hãy nghe người lính của tiểu đoàn 11 dù nói cái giọng bùi ngùi. Ông già làm báo đã chết. Cả bộ chỉ huy tiểu đoàn 11 ngẩn ngơ trước cái chết của anh. Khổ quá. Anh ngồi làm gì trên cái ghế gỗ đó để hứng một mảnh của viên đạn thứ ba? Bom đạn có tiếc gì kẻ có lòng đâu, Heber.
Rồi đến tối chúng tướng bảo, ông ở sư đoàn, tôi ở tiểu đoàn, ít khi gặp và giao tiếp. Tháng 2 năm 1965, lần đầu tiên mới thấy được một người nhỏ nhất ở nhảy dù, kể từ khi nhảy dù, được tay đem từ mẫu quốc qua, lúc còn được gọi là Parametrophone với Beresan. Tháng 2 năm 1965, bôn tập từ Bình Giã về Sài Gòn để dẹp đảo chánh. Tôi, Dương Thiếu Quý còn mùi sữa, lòng bận biểu mãi chuyện tâm tình, chẳng thiết gì đến việc đảo chánh hay chống. Chỉ đâu đến đó, Thiếu Quý con hút vào cầu Phan Thanh Giảng và đài phát thanh như chúng không người. Đi theo tôi là ông Bảo, đại quý trưởng ban ba hay tham mưu trưởng chiến đoàn của ông đóng. Trong nhảy dù có người nhỏ con hơn mình. Tôi nhìn ông với khám phá thú vị. Ông quá nhỏ, nhỏ quắt queo yếu đuối, đội chiếc mũ đi rừng nhầu nát, khoác thêm cái ri lê vải da beo, trông có vẻ ngồ ngộ lạ lùng. Sao có người nhỏ như thế mà đi nhảy dù? Nhảy dù từ đời Tây. Ông theo trung đội tôi vào chính đài phát thanh, gù gù chiếc lưng đi vào phòng thâu băng, gõ tay lên phím dương cầm, một chuỗi âm thanh rất trong sáng vang dội. Sau này mới biết được đó là tay băng cầm hạng nhất của những ngày Hà Nội. Nói năng khúc chiết, khả năng tổ chức và điều hành thượng hạng, ông nối tiếp trung tá Ngô Quang Trưởng làm tham mưu trưởng sư đoàn dù, không một ai tị hiềm được. Từ năm 1966 đến bây giờ là bao năm, con người có khuôn mặt trầm lặng và đôi mắt buồn đó, với chức vụ miệt mài lặng lẽ, là hình ảnh ngấm ngầm nỗ lực của bộ tham mưu sư đoàn dù, sư đoàn xương sống của quân lực, qua chuỗi ngày dài sao động của quê hương. Chiếc tàu rớt xuống còn mang thêm ông Phi, Quỳnh Long Phi, Đường Sơn đại huynh của pháo binh dù. Ngày nào đó mới là đại đội trưởng súng cối của sư đoàn, đại quý Phi chậm rãi đi đứng, nâng ly rượu, hút điếu thuốc, cái gì cũng chậm chậm phong lưu. Nụ cười rộng, trên nhìn thẳng thắn, đại quý Phi cùng sếp Phạm Hi Mai đấu hót ào ào, một đen, một trắng, một to, một nhỏ, đưa qua đá lại nghe rất được, rất chịu. Mẹ mày còn hơn cả bất kỳ nữa. Sếp Phạm Huy Mai, người nói to nhiều nhất của nhảy dù và của quân lực, nếu không nhầm, đã xác định như thế. Quỳnh Long Phi đại huynh có rất nhiều ưu điểm hơn người. Nó có vụ tổ chức cho tụi em ăn chơi ngay tại vị trí giả chiến ở Hóc Môn kỳ tổng công kích đợt 2, cũng đã là một nét son của anh Tư. Đâu cũng thế, mình tổ chức đời sống thật khách mới được. Anh Tư suối tôi tập thể dục, vì tòa có cái bụng nhỏ như thế này, tập mau đẹp lắm. Cảm ơn anh Tư. Tôi đã qua những ngày Hóc Môn thực vui với anh, rất vui và nồng nhiệt. Pháo binh dù toàn là thứ lửa, xếp Củ Nhã, Ba Rau Lim, Bô và anh Tư, cấp bậc của ngày vui Hóc Môn, binh chủng thông thái với sĩ quan hàng đầu là phải. Nhưng anh cũng chết rồi. Chết đau đớn tàn khốc, chết khi còn đang nghỉ phép, khi vừa mới ở Mỹ về, chưa kịp bỏ cái mùi hamburger đã bay ra Huế. Trung tá rồi, đã có tí tiền, anh đâu cần gì trên chiến trận đó nữa. Chắc rằng anh chỉ muốn góp mặt, muốn giữ phần vật cùng nguy nan của đơn vị. Chắc chắn như thế, vì tìm kiếm thế nào đi nữa, cũng chẳng ai biết chức vụ của anh trong ngày chết. Số ngày nghỉ phép chưa hết, anh đáo nhậm hành quân không sự vụ lệnh, không chức vụ. Cấp lớn chết trên không, nhỏ chết dưới đất, hùng móm trong buổi sáng ngày mùng 9 tháng 7 còn quang quang trong máy. Mê Linh, yên tâm. Tôi ở đây quản trị, tắm sông thật hàng lục xảo tuổi, quen từ cục đá từ vật cây. Tôi sẽ đưa thằng con, đại đội của tôi vô đây, dừng cơ, nhà tốt mà. Hùng móm đã đoan chắc như thế lúc 5 giờ sáng, khi bò lên đường dài cách ga xe lửa 500 thước. Hàng tuổi mu mu chẳng thấy chứ hết, nhưng tôi biết hắn ở chỗ đó. Hắn là cái mục tiêu 32, nhà ga Quảng Trị, nơi Hùng phải bắt cho được trong ngày mùng 9 tháng 7. Tiểu đoàn 11 nhảy dù đã thủ chai sâm banh và lá cờ. Hùng móm đi những thước đất cuối cùng để vào nhà. Đau quá, ai ngờ ngày về là ngày chết. Cáo chết 3 năm quay đầu về núi, con người linh thiêng biết trở lại quê hương để ngã xuống hình hài. Khóa 22A ra trường từ mẫu thân đến nay chưa một lần nghỉ phép.
là nghĩa phép độc nhất do cộng sản cấp sau khi bị bắt ở Charlie. Đau quá Hùng ơi, mày chết ta mới biết được hết tên của mày, Hoàng Ngọc Hùng. Ở Sài Gòn bao nhiêu người đang đợi mày để thấy được Hùng Mõm, đến mời Mõm một ly rượu, nhậu một buổi cho đã lời. Khổ thật, con người quả tình có số. Mày để hành quân múc mùa lợi thủy ở bốn vùng chiến thuật không chết, Đâm Bê không chết, Greg không chết, Charlie không chết. Đang trước còn biết đã bốc mày, thì tăng này mày lại chết. Mày đánh giặc như uống bia, như lá xe xếp. Thế mà về đến Quảng Trị, nơi mày lớn, nơi mày học lớp 3, lớp gì, nơi mày tầm ngồng trần truồng dưới gió Lào lội qua dòng sông Thạch Hãn, Quảng Trị, nơi chung nhau của mày, nơi mày mở mắt nhìn đời, cũng là nơi mày nằm xuống, nằm vì đại pháo, mắt mở, tóc rối, tay giật giật. Đau quá mồm ơi, đi bốn phương về chết tại nhà, có phải đó là số mạng không Hùng? Ai ngờ, lần uống rượu ở cái quán ngoài xa lộ với Hùng Mập, Thinh và mày là lần chót. Tụi mày đi hết, mỗi thằng đi một phương, đi khuất, đi mãi. Đàn anh của mày ở lại đây với những phiền toái vụn vặt, những lĩnh cảnh ấm ớ dớ dẫn của đời bệnh viện ấm. Tao nản và thẹn quá, ba tuần trước là mất thằng Phúc con. Con bằng hữu của tao tốt lắm, đủ cả Long Ly Quy Phượng, Tả Phù Hữu Bậc, Sát Phá Tham Yên. Tụi mày là những đàn em thượng hảo hạng, những đàn em lừng lững không thua sót một ai. Sao tụi mày chết quá sớm, chết đau đớn, chết trận cuối, chết tại nhà. Giết mãi cho mày cũng được, nhưng giết thì cũng thế mà thôi. Hùng Mập, Hùng Mõm, Phúc Con, Quốc Tuấn, Thinh, Dũng có gặp nhau ở chốn vô hình không? Có điều gì làm bận lòng, có điều gì làm đau đớn, mơ ước, giận hờn, muốn ước gì không? Ở những người tuổi trẻ tóc xanh và nụ cười rực sáng, chúng mày chỉ cười với hương vương. Bạn mới, bạn cũ lần lượt bỏ lời mà đi. Tuần trước ở cầu Bến Đá, mới gặp lại Trần Văn Tạo hay Tạo Đen. Tạo du côn du kề của 15 năm trước ở Đà Nẵng, thấp nhỏ nhưng chắc cứng như thỏi gỗ. Tạo boxer, Tạo judo, đám thanh thiếu niên Đà Nẵng của thuở ấy phục Tạo như thánh, sợ Tạo như thật. Tạo đi khóa chính Thủ Đức, tình nguyện vào nhảy dù, tiểu đoàn 6. Rồi Tạo nổi máu anh hùng, quại ngay một sĩ quan lớn cấp, giành khỏi binh chủng. Rồi từ năm 1964 đến nay, mất hẳn Tạo. Người ta nhắc lại lớp thiếu quý có 102 của tiểu đoàn 6 dù thuở ấy, với muôn ngàn ngắn ngẩm. Được búa mũi trọng kỳ, Phan Nhật Văn, Âu Hoàng Minh và Tạo, chẳng bao giờ có lại được một lớp chuẩn quý, thiếu quý đủ kích thước như lớp sĩ quan hơn 10 năm trước. Như được búa chỉ cười một khúc thôi, tên yên hùng nổi đình đám nhất của miền Trung trực đã xuống cơ. Nhưng tuần trước gặp lại Tạo thì đã là một Tạo khác, một Tạo vừa ở quân lao ra với cấp bậc trung úy 8 năm. Tạo gầy tọp, đen sỉn và rụt rè. Dạ, tôi có nhớ anh. Dạ, tôi nhớ đại quý. Tạo không muốn e ngại khi đưa tay bắt, lúng túng khi trả lời thăm hỏi. Khổ thân chưa? Tân con nhục nhằn nào đã phá bản nát sao như vậy? Có điều gì cay đắng tàn khốc để làm bạn mất hẳn phong cách, mất tư phong độ? Khổ quá! Tạo 10 năm trước như thế nào, bây giờ chỉ còn một hình hài cồn cõi, thê thảm. Nên Tạo phục thuộc, rửa hận và hồi sinh nhân cách. Tạo đánh giặc như thổi ánh nến, Tạo ùa lính đi như nước lũ, ở hàng đầu tay súng tay lựu đạn. Tạo đánh qua Sa Cam, Sa Trập, bắt tay An Lộc. Tạo đẩy quân vào Quảng Trị như chống không người. Cay đắng quá, Tạo chết trên đường đi tìm lại mình, đi dựng đời và phục hồi danh dự. Tạo đánh ra xóa tan những năm quân lao, tháng ngày trì trọng nghiệt ngã, làm nát anh hùng. Khổ thân, Tạo chết lúc vừa gặp lại chân dung mình. Nhiều người chết với những mục đích khác nhau, chết ở cách thế và phương tiện khác nhau, nhưng cùng chung một mục tiêu, làm sáng tỏ mình và tìm ý nghĩa cho đời. Đắt giá quá, bằng cái chết, bạn bè tôi tô điểm bồi đắp cho cuộc sống quý giá. Cây đắng quá hỡi trời, kính mong các anh linh yên ổn phiêu bồng nơi chúng hư không. Nợ đời đã hết, hết cả rồi bằng hữu của ta. Chiến trận vẫn tiếp diễn, tôi lại bị kẹt trong một quần máy tầm thường hèn mọn. Phải bị trói chân, buộc tay, hàng ngày dẫn một đại đội địa phương quân đi chặt ô rô, cóc kèn, dừa nước. Phải liên lạc nhận lệnh từ những sĩ quan đặc ước cựu binh sĩ hạ sĩ quan của quân đội thuộc địa.
những cấp chỉ huy sáng giá, những tỉnh trưởng, quận trưởng, mà chủ đích của công việc là làm sao vô được một số tiền trước khi đổi đời, lộn giống. Trong tầm thường cay đắng này, tôi cứng người vì hổ thẹn, cùng nỗi uất ức điên cuồng lặng lẽ. Hết. Phải giả từ những chiến hữu hào kiệt, phải giả từ những chiến trận mịt mùng nổi dậy, phải giả từ ngày căng thẳng giữa hai cuộc sống chết và đêm nóng đỏ của hơi bom rác mặt. Ngày ngày ngâm chân xuống bùn sâu của những kinh sạch chằng chịt trong vùng Bến Lức, Long An. Đêm dẫn bảy người lính nằm phục kích trên bờ ruộng. Tôi nhìn sao, nhìn trời, nhìn cơn gió và ánh nắng. Tưởng nhớ đến những nơi xa, những chiến trận trùng trùng giăng kín những người quen hay không quen ngã xuống trong mỗi giờ qua, mỗi ngày hết. Tiểu đoàn 11 dù ở Quảng Trị vừa chết thêm một đại đội trưởng, Nguyễn Phúc Long. Đại đội trưởng chỉ huy, như thế có nghĩa là pháo đã tăng cường độ, tăng rất cao, rất mạnh. Tiểu đoàn 3 dù chết anh thiếu úy Thủ Khoa, một khóa sĩ quan trừ bị, cựu sinh viên luật từ Pháp về, con một ký giả, cựu thủ hiến, một trưởng hướng đạo. Tiểu đoàn 3 dù nằm phía dưới Mỹ Chánh, vậy là chiến trận đã trở chiều. Rồi chiến trường Quảng Ngãi tăng cường độ, bạn tôi Lê Văn Nghĩa chi đoàn trưởng chiến xa lừng lẫy 14 mất tích ở mặt trận Quế Sơn. Mất tích hay chết? Đau biết mấy. Tháng trước Nghĩa vào Sài Gòn chạy đông đáo để tìm tôi. Tìm tao làm gì hỏi Nghĩa? Phải chăng mày biết niềm đi khuất nên tìm kiếm để giả từ? Ôi bạn thân thiết của một đời mà bao nhiêu năm không gặp. Lúc có thể gặp lại thì đời đã đóng cửa biệt ly. Đau, cảm giác đau đớn rì rầm soi mòn cơ thể trong hàng tháng tiêu hao làm tôi gãy đổ từng chuyện nhỏ. Ở vùng hai tiểu đoàn biệt động quân của Ngô Văn Mai, tiểu đoàn giải phóng Bồng Sơn đang kêu gọi tôi đến, hăm hở sửa soạn chuyến đi dài với biệt động. Thì chiếc cùng cứng nặng đã gông vào quanh cổ. Làm gì đây? Giữa cơn mưa, đám mây chợt đổ ào xuống khi chân ngập dưới bùn lầy rạch xích. Tôi ngẩng đầu nhìn hạt mưa mà gửi đến chiến trường bằng hữu nơi xa, tiếng thét lặng câm mang hết cay đắng lẫn nặng mùi. Rồi thế có một chiến sau 27 tháng 7 thay thế nhảy dù để dứt điểm cổ thành Quảng Trị. 12:45 ngày 25 tháng 7, tôi ở đấy chứng kiến tiểu đoàn 5 dù mớn bờ thành và dựng đại cái cờ. Lời của đại đội trưởng đại đội 51 tiểu đoàn 5 dù. Gần 2 tháng đi qua, tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến đổi 6 dù, tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến đổi 5 dù, tiểu đoàn 9 thủy quân lục chiến đổi 11 dù, trâu riêng tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến, quá điểu tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến chặn đường cửa bắc ngang sông Thạch Hãn. Những tiểu đoàn mũ xanh quá quen thuộc, quá gần gũi với những nhiên liễn tiền hợp, những bạn thân, đó là chưa kể Tùng, Để, Phúc, Kim, Tống. Những niên trưởng đúng chỉ số đã phải chịu bao nhiêu gian nan để bước chân vào nội thành, nơi tòa nhà của tiểu khu Quảng Trị. Gian nguy, hình như danh từ này không đủ, không làm sao đủ được, vì cổ thành là gì, nếu không phải là cục đá vuông với bề dài mỗi cạnh 590 thước, cao và dày 5 thước. Mục tiêu được đo bằng số chính xác đó gồm 100.000 viên gạch chép lại, đã thấm bao nhiêu lít máu, mua bằng bao nhiêu mạng người, bao nhiêu đời sống đã đánh đổi lấy bức thành rộng 500 thước vuông đó, bao nhiêu? 27 tháng 7 đến 15 tháng 9 là 48 ngày, và nếu kể từ ngày 7 tháng 7 lúc tiểu đoàn 7 nhảy dù vượt qua ngã ba Long Hưng vào cách chi khu Mai Lĩnh 300 thước, thì mặt trận thành phố Quảng Trị thực sự đã kéo dài trong 68 ngày. 68 ngày với lực lượng 4 tiểu đoàn dù 5, 6, 7, 11 trong giai đoạn đầu và 8 tiểu đoàn thủy quân lục chiến giai đoạn 2 cùng một liên đoàn biệt động quân. Trong 68 ngày đó, đặc biệt là 48 ngày của thủy quân lục chiến, các tiểu đoàn của ta đã phải chiến đấu liên tục trên một chiến trường dài 2,5 cây từ ngã ba đường Lê Văn Duyệt, Duy Tân, đường vào Tri Bưu đến Long Hưng, ngõ vào Quảng Trị, và ngang 1 cây hay 1.000 thước. Những con số phải viết chính xác để nói lên một chiến trường hẹp cứng gai góc hết ý niệm chiến trận. Chiến trường có diện tích 2.500 thước vuông đó đã được 15 tiểu đoàn bộ chiến bao vây và quét sạch từng thước đất, phải nói từng tấc đất,
nếu muốn giữ độ chính xác trong 68 ngày. 15 tiểu đoàn hay 7.500 người phải đi qua 2.500 thước vuông. Vậy mỗi người có bao nhiêu thước chiến trận? Con số trung bình cho thấy 3 người lính có 1 thước vuông mục tiêu. 1 thước vuông để tác chiến trong 68 ngày. Quân sự thế giới trước và sau Quảng Trị không còn một nơi nào, không thể có một chiến trường nào chật cứng đứt hơi bằng Quảng Trị, Việt Nam. Chắc chắn như thế. Trong 68 ngày đó, 6 tiểu đoàn pháo của 2 sư đoàn dù và thủy quân lục chiến đã bắn bao nhiêu trái đạn? Dàn hải pháo của hạm đội số 7, phi cơ của Việt Nam và Hoa Kỳ đã thả bao nhiêu tấn bom xuống 2.500 thước vuông? Chỉ 3 giờ, từ 6 đến 10 giờ ngày 25 tháng 7, phi cơ Việt Nam đã đánh 7 phi tuần xuống góc đông bắc của thành, mở đường cho tiểu đoàn Nam Dù. 7 phi tuần gồm 14 phi xuất, một phi cơ trong một phi xuất đánh 12 trái bom từ 250 kg đến 500 kg. Vậy trong 68 ngày, bao nhiêu bom đã rơi xuống trên mỗi phân đất của thành phố chiều dài không quá 15 phút không ra đó? Quản trị muốn kêu lên một tiếng nhỏ, muốn nhỏ một giọt nước mắt. Thành phố quê hương là một thánh địa chịu nặng cho hết tai ương của nhân loại. Không một nơi chốn lưu linh nào của địa cầu qua mặt nơi mang tên Quản Trị. Không một nơi nào. Để kết luận, ta tìm một sự so sánh. Người Đức bao vây Stalingrad 76 ngày. Người Mỹ giữ Bataan trong 66 ngày. Corregidor 26 ngày. Quân lực Anh và khối thành dựng chung tử thủ Tobruk trong 241 ngày. Và gần gũi nhất Điện Biên Phủ thực sự bị bao vây là 56 ngày. Những cuộc bao vây và tử thủ lừng danh này được thực hiện bởi súng Sten Mark 36 Garand carbine M1 và súng trường Bá Đỏ của Nga. Những vũ khí tối hảo với kẹp đạn 8 viên bắn từng viên như Garand M1, loại vũ khí hàng đầu của bộ binh Mỹ, bộ binh số 1 của thế giới. Những trận đánh để đời của quân sự thế giới đó có là gì so với Quản Trị, khi một anh hạ sĩ nhất 17 tuổi Trần Văn Roni của tiểu đoàn 6 dù hạ gần 100 cộng quân trong một ngày chiến trận. Dưới đất là cá nhân chiến đấu khai triển tối đa. Trên trời, một pass B-52 đi qua. Sau ngày 27 tháng 7, phi cơ Mỹ về B-52 được lệnh đánh Quản Trị với 3 chiếc, một chiếc chở 42 trái bom 250 kg, 24 trái bom 500 kg, cùng đánh xuống trên diện tích không quá 500 thước bề dày. Còn gì nữa không? Quả thật không còn đủ chữ nghĩa để nói hết nồng nổ của chiến trường. Từ ngã tư Quang Trung Duy Tân, nơi tiểu đoàn 6 dù bàn giao lại, tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến đã mất hết 48 ngày để đánh đến vào gốc thành đông nam của thành Đinh Công Tráng. 48 ngày tác chiến dằn dặt thường trực trên trục tiến quân dài đúng 400 thước. 400 thước đầy chốt, chốt gồm một tổ 3, 6 hoặc 9 người, gồm đủ B-40 và Thượng Liệt. Chôn cứng với những công sự chịu đựng được bom, chốt được bao bởi một hàng rào cố cơ hữu từ những chốt lớn đằng sau và đại pháo 130 ly từ Đông Hà, Bến Hải, che xanh bắn xuống. Qua được một tấc đường, đến gần một điểm chốt là bò trên nổ chích cụ thể như lớp đất đá ngổn ngang mà bàn tay chạm phải khi lần mò tìm kiếm lối đi. 400 thước cho 48 ngày tác chiến không dứt thở, còn điểm thông hơi nào của chiến trận để chiến sĩ ta chịu đựng khỏi đứt hơi? Thế nhưng, người lính đã sống còn và chiến đấu được, chiến đấu hào hùng, hừng hực quyết tâm. 30 tháng 3, kể đến giờ này, là 6 tháng hay 280 ngày đỏ lửa. Người chiến sĩ ta có đêm nào ngủ được quá 4 giờ, bao lần bình yên cầm cái chén để từ tốn và miếng cơm nóng? Người lính ta đã bắn bao nhiêu ngàn viên đạn, để dựng mắt thức trắng đến mấy ngàn giờ? Cái thân thể gầy gò, nặng dưới 50 kg, mang 4 ngày thức ăn và gạo, một bộ áo quần, chiếc poncho, võng, 600 viên đạn XM-16, 6 trái lựu đạn M-26, một quả tiễn M-72, nón sắt và khẩu súng, tất cả khoảng 40 kg. 40 kg đè nặng trên tấm lưng gầy còm, hằn đường xương sống trong 6 tháng, để đi qua vực thẳm của nỗi chết trong một đường dây phấn đấu căng thẳng. Không những chiến đấu trong nỗi chết trùng trùng,
người lính còn là nạn nhân thụ động đến độ thê thảm của trò chơi chính trị được cò kè mặc cả ở những căn phòng kín cửa. Đưa bàn tay chỉ còn một ngón, người sĩ quan của trung đoàn 57 sư đoàn 3 chỉ vào tượng Chúa ở trên ngực để nói: "Tất cả những điều tôi nói là sự thật. Đầu tháng 4 trấn giữ ở phía bắc Đông Hà, chính mắt tôi thấy 6 khẩu đại bác của Bắc quân khai hỏa ở ngã tư Sòng, Do Linh, cách tôi không đầy 3 cây số. Phi cơ Mỹ được gọi tới và đánh cách mục tiêu 12 cây số. Khẩu độ đại bác Bắc quân để sát cạnh đường vào làng Kim Môn dưới chân đèo Ba Dốc. Những điểm địa hình quá dễ nhận trên địa thế, vậy không có một lý do nào bảo tôi nhầm lẫn chấm sai mục tiêu cả 12 cây số. Và rõ ràng nhất là ngày 25 tháng 7, ngày tiểu đoàn Nam Dù bám được vào bức tường đá của cổ thành Quảng Trị, chỉ có mỗi phi cơ A-37 của không quân Việt Nam yểm trợ cho đến 12:45, khi Nguyễn Tấn Sĩ thúc lính bò lên thành. Buổi chiều, không quân Hoa Kỳ can thiệp, dỗ bom nổ thành. Kết quả vì 2 trái bom đánh nhầm, tiểu đoàn 5 mất đà, khựng lại và dụ ngược. Sư đoàn Dù trống ngã Bến Chùa, đường qua sông Thạch Hãn về Nhan Biều, Ái Tử, đường tiếp viện của Bắc quân. Chính tiểu đoàn Dù chỉ vừa đủ rải dài từ Mỹ Chánh đến Quảng Trị, từ đường chiến thuật 556B ra đến quốc lộ. Một lữ đoàn đã chặn con đường Ái Tử, Nhan Biều. Cổ thành là ước vọng tha thiết của bộ tư lệnh sư đoàn Dù, hay cũng chính của tướng trưởng. Ước vọng được căng dài trong 2 tháng không thực hiện. Thế nên, dù tiểu đoàn 5 Dù là tiểu đoàn hàng đầu của binh chủng, dù tiểu đoàn 6 là tiểu đoàn đã làm phép màu ở An Lộc, 2 tiểu đoàn này có gồm những người lính đúc bằng thép cũng không thể dựng cờ cổ thành, không thể nào dựng được trong những điều kiện thuận lợi đến tái người như đã nói. Vậy bám được bờ thành như buổi sáng ngày 25 tháng 7 đã là một chiến công kỳ diệu, chỉ có thể làm được với tiểu đoàn 5 Dù. Tiểu đoàn đã khai sinh 6 ông tướng. Tướng trưởng khởi đầu võ nghiệp huyền thoại cũng ở tiểu đoàn 5 Dù. Người lính Việt Nam đã chiến đấu và tồn tại như một nhiệm màu. Trên nhiệm màu bình thường lặng lẽ này, tổ quốc điêu linh thở từng hơi ngắn đớn đau nhưng bình dị. Chữ nghĩa hoàn toàn vô nghĩa trước chân dung bi thương.